Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương pháp khắp mười phương, cũng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bề khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Từ thời Việt Nam Quốc Bản Rịa Vũng Tàu tỉnh Phú Mỹ thị xã Châu Pha xã Kim Mư Thiên Long Từ. Hôm nay ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu, nhằm ngày 10 tháng 1 năm 2022, đệ tử chúng con thành tâm thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cập thiết lễ hoàng kinh vàng Phật, kết thúc khóa này vàng Phật mùa kiếp đông năm Tân Sửu 2021. Nguyện đem công đức này hồi hướng thường chúc Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an, dịch bệnh sớm được tiêu trừ nhân dân an lạc, cập hồi hướng công đức kỳ nguyện hiện tiền phụ mẫu cùng thân khỏe tâm an thường được. Cập kỳ siêu phù mẫu, thập phù mẫu, độc thân quen thuộc đẳng, chư vị tiên linh hương linh cự huyền thất tổ, chư vị tiên linh hương linh kỷ quý tiên long từ, chư vị âm linh âm ổn cô hồn quạnh hồn mà xa chi sĩ đoạn vong đồng bào tử nạn, dự hương linh thừ nạn vì dịch bệnh COVID-19 cũng từ tứ công đức, đa Phật thiền tịnh pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ, vừa nguyện âm siêu dương thành pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Đấng Pháp Vương Vô Thượng ba cõi chẳng ai bằng, thấy dậy khắp trời người giả lành chúng bốn loại quy tròn một niệm mà dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dưỡng cùng tán tán ức kiếp không cũng tận. Phật chúng sanh thanh thượng rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trường bảo tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thề nguyện
quê ấy. Ê tâm đành đệ Nam Mô Tăng không biện pháp dở qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn Phật hiện thánh tăng thường trụ tam mê bảo. Chế tâm đành lễ Nam Mô Tà Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sơ Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Định Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chiên đàn hai ngàn lữ nhiệt danh hương gia du tự mẫu lượng vô ương qua nội đất thanh đường chỉ tóm kim tướng nhất chủ biến thập phương Nam Mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Ấn Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Rị Dạ Bà Lô Yến Đế Tương Bạc Ra Gia Bồ Đề Tăng Đỗ Bà Dạ Ma A Tắc Đỗ Bà Dạ Ma A Ca Lô Ni Ca Dạ An Tắc Bán Ra Phật Dạ Sô Đăng Na Đăng Thổ Nam Mô Tận Kiên Lần Đợi Mông A Rị Dạ Bà Lô Kiến Đế Thất Phật Ra Lần Đà Bà Nam Mô Na Ra Công Trí A Rị Ma bàn đa sa mê tát bà tha đô du bàn a thề dân tát bà tát đa na ma bà già ma phàn đặng đâu đã điệt tán a bà lô ha lô ga đa ca ra đề di ha rỉ ma ha bồ đề tát đô tát bà ma ra ma he ma ha rỉ đà dân cu lô yết mông đồ đô 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 phật xa gia đế Ma Phật Sa Ya Đa Đa Ra Đa Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mung Đề Đề He He Tất Na Tất Na
a sa sam phật ra sa lời phật sa ba sam phật ra sa ra ông ro ro ma ra ông ro ro he đề đà ra ta ra tất đề tất đề tô ro tô ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra cấn trì đề di sanh ni na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba thân đà du ngã thất bàn ra dạ ta bà na ra rì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tấn ha mục hệ dạ ta bà ta bà ma tất đà dạ ta bà gia kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma yến tất đà dạ ta bà na ra đề bằng đa ra dạ ta bà ma bà lư tấn yết ra dạ ta bà nam mô a ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a rỉ dạ bà lô kiến đế tất bằng ra dạ ta bà tất điện đô mạng đa ra bát xa dạ ta bà tất điện đô mạng đa ra bát xa dạ ta bà tân điện đô mạng đa ra bát xa dạ ta bà Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Tang lễ Thích Tôn giáo chủ ta bà tu nhân nhiều kiếp lâu xa gia thần giáng hoàng gia gia từ ngôi bảo mẹ cha dưới cây an tòa phục quân ma hay ánh sao mai đạo thành chuyển pháp luân ba thừa thành chúng tu hành vô sanh đã chứng hiện tiền chúng đang tu hành vô sanh sẽ chứng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm mê đánh nề a tỳ ngục tốt mới phát lòng lành nhiều kiếp tu hành nhóm viên quả mạng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm mê đảnh nề một đời bổ sư hiền ở xuất đà qua độ ta bà giáng sinh trần thế bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm hệ đảnh nề từ trời đâu xuất ứng mộng ma gia cởi vôi sâu ngà vào trong thái mẹ bụng ma sư Thích Ca Mâu.
Dưới cây vô ưu đáng sanh thì hiện chín rồng phun nước bảy bước xưng thôn bồng sơ thích ca mâu ni tâm nệ đảnh đệ nam mô hiện hướng dục lạc trang cảnh vô thường vào chơi bốn phương thương đời đau khổ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm mê đánh nề nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo tóc xanh cắt bỏ núi tuyết tu hành bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tâm nệ đảnh đệ nam mô dưới cây đạo thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tâm mê đảnh đệ dưới cây đào thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai viên thành đạo quá bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm đảnh lễ nam mô dưới cây đào thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai viên thành đạo quá bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm mê đảnh lệ nam mô bốn mươi chín năm đồ sanh thuyết pháp ba thừa giáo hóa hành nguyện viên thành bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm mê đảnh đệ nam mô dưới cây ta là niết bàn thị hiện để lại xa lời phước khắp trần gian bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm đảnh đệ nam mô
hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phụ bốn loài bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tòa đạo tràng ta bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phụ bốn loài bụng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế tâm mê đảnh đề Nam Mô hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chú đạo sư ba cõi từ phụ bốn loại bụng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Tổ Thích Ca Ba Ngôi Thượng Trụ đệ tử chúng con nhân lành chưa đủ nghiệp báo theo hoài nay nhờ Phật Tổ Như Lai giáng trần cứu độ sáu năm khổ hành bảy thất tham thiện ma quán dịp yên thần lóng che chở tâm quan rực rỡ chứng lục thần thông độ chiếu minh tinh đạo thanh chánh giác trời người quán lạc dạy tiếng quảng hô năm mươi năm quá độ ba trăm hồi đàm kính cứu phạm ngu thoát khỏi mê độ tiếp thánh hiền siêu sanh tình độ muôn đời xứng tán vàng đức hồng danh đệ tử chí thành để bày kỷ niệm tâm hương phụng hiến người chúc bảo ân ngưỡng trong vô thượng pháp vương từ bi gia hồ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới diệt vô tỳ thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiên.
thiết vô hữu như Phật già. Chế tâm nế đành lễ Nam Mô Truyền Nữ Căn Bồ Tát. Chế tâm nế đành lễ Nam Mô Tứ Duy Đại Bi Bồ Tát. Chế tâm nế đành lễ Nam Mô Bào Cái Sơn Bồ Tát. Chế tâm nế đành lễ Nam Mô Vân Sơn Hồng Thinh Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô La Vọng Trang Nghiêm Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Bảo Tạng Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Cơ Đâu Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Kế Đâu Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Kế Đâu Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Vô Cấu Tạng Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Kim Sơn Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Sơn Phong Trụ Trì Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Tu Di Sơn Đăng Vương Bồ Tát. Chế tâm nế đành lễ Nam Mô Tu Di Trạng Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Tu Di Sơn Thinh Bồ Tát. Chế tâm nế đảnh lễ Nam Mô Di Lưu Vương Bồ Tát.
Bảo thi khí Bồ Tát chế tâm ý định lễ Nam Mô Bảo Lai Bồ Tát tâm định lễ Nam Mô Bảo Thiên Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát định lễ Nam Mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Thanh Tịnh Thính Quang Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Bảo Kế Bồ Tát tâm định lễ Nam Mô Thiên Kiếp Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Bá Quan Bồ Tát định lễ Nam Mô Hóa Quang Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Tinh Tú Vị Bồ Tát lễ Nam Mô Thường Bi Khắp Bồ Tát chế tâm định lễ Nam Mô Quang Minh Thắng Bồ Tát chế tâm định
lễ Nam Mô Nhật Thiết Pháp Tự Tại Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Bảo Luân Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Bảo Cự Bồ Tát. Đề Nam Mô Bất Không Phân Tấn Bồ Tát. Đề Tâm Đảnh Đề Nam Mô Vân Quang Minh Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Vương Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Hiệp Sơn Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Hàng Phục Ma Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Kiến Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Sơn Trạng Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Khá Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Nhân Đà La Tràng Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Kim Kế Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Thiện Kiến Bồ Tát. Chế tâm đành lễ Nam Mô Thiện Ý Bồ Tát. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Giải Thoát Vương Bồ Tát.
tâm định đề Nam Mô Đại Quay Đức Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Ba Đầu Ma Nhãn Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Quyết định Pháp Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Ly Cấu Bồ Tát. Đảnh đề Nam Mô Đại Quang Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đại Lực Bồ Tát. Tâm định đề Nam Mô Đại Nguyệt Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Thiện Nguyệt Bồ Tát. Tâm định đề Nam Mô Tịnh Tâm Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Trụ Trì Hóa Bồ Tát. Tâm định đề Nam Mô Bất Trược Hạnh Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Ly Chư Ác Bồ Tát. Tâm định đề Nam Mô Đắc Đại Bồ Tát. Chế tâm định đề Nam Mô Trí Cử Đăng Bồ Tát.
tâm định lệ nam mô vô biên hạnh bồ tát. Tâm định lệ nam mô vô biên kiến bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô vô chướng ngại trí bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô vô cấu nhãn sơn vương bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô trụ trì tịnh tịnh bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô ly ám bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô vô biên trạng bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô hóa quang bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô tam giới tôn bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô thế gian cự bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô vô chướng nhãn bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô bất khả hiềm xưng Phật. Chế tâm định lệ nam mô vô biên kiến bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô vô ngại kiến bồ tát. Chế tâm định lệ nam mô cam lộ thính bồ tát.
tâm ni đảnh đề nam mô tịnh hạnh bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô pháp văn hóng bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô đắc thoát nhất thiết phật bồ tát. Pháp văn vương mạng túc bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô cam lộ hiệt vương bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô ni câu luật vương bồ tát. Đề nam mô vô úy bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô tịnh thắng bồ tát. Tâm ni đảnh đề nam mô thắng nhãn bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô dược vương bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô vô chướng ngại tỏ ký bồ tát. Tâm ni đảnh đề nam mô cam lộ quang bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô vô biên quang bồ tát. Tâm ni đảnh đề nam mô đoạn chữ ma bồ tát. Chế tâm ni đảnh đề nam mô
qua nhất thiết đạo Bồ Tát. Xin đem nhân duyên công đức đề Phật này nguyện được thân trang nghiêm, trăm phước tướng tốt tròn đầy. Phạm thân chư Phật tướng tốt tùy hình, tay chân có đức tướng, đệ tử và chúng sinh nguyện đều thánh tu. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Phật Bồ Tát nay trọn chừng đó đường ác sánh trong cõi trời người. Thường gặp chư Phật Bồ Tát thiện tri thức xa lìa các phiền não cho đến chân đạo được đại Bồ Đề. Phật nói kinh Phật danh này rồi tùy mạng xa lời Phật Ma Nam tỳ kheo cùng các tỳ khưu tỳ khưu ni ưu bà tát ưu bà di thiến long giả so càng tát ba a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phí nhân các bồ tát ma tát ca đều rất vui mừng tín thọ phụng hành kinh Phật thuyết Phật danh quyển thứ 12 hết nè. Mười phương thế giới ba kiếp nắng nhân bị ngâm cứu Phật nổi hồng danh đêm thành thức mê tình nè. Ba nghiệp kinh thành tướng tốt nguyện nghiêm thân Nam mô Diệu Giác Địa Bồ Tát. Nam mô Diệu Giác Địa Bồ Tát. Nam mô Diệu Giác Địa Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tài Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ Chiếu Kiến Hù Quẩn Giải Công Đồ Nhất Tiết Khổ Ách Tra Lợi Từ. Chẳng bậc gì không không bậc gì sát sát tức thì không không tức thì sát thọ tưởng anh tức diệt phục như thì xa lợ từ thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt. Bằng câu bất tình bất tăng bất giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng anh tức vô nhàn nhi tí thiệt tân ý vô sắc tính hương vị xuất phát. Vô nhãn giờ này dĩ vô hỷ thực giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này trí vô nào tự diệt vô lào tứ tầng vô cố tập diệt đạo vô trí diệt vô đất
Vì vô sơ đắng có bồ đề tăng đại bát nhà ba la mật đã có tâm vô ái ngài vô ái ngài có vô hữu vọng vô viễn ly điên đạo mộng tương cứu cách niết bàn. Tam thế chư Phật khi mắt nhà ba la mật đà có đắc ca nào đà la tâm yếu tâm bồn đề ô tri bát nhà ba la mật đa thi đại thần chu thi đại minh chú thì vô thượng chú thi vô đằng đằng chú năng trừ nhật thi khổ chơn thiềm bậc hư ô thiết bát nhà ba la mật đà có đắc ca nào đà la tâm yếu tâm bồn đề ở đây bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thi vô thượng chú thi vô đằng đằng chú năng trừ nhật thiết khổ chân thiệt bậc hư ở thiệt bát nhã ba la mật đa chú từng thiền chú viên đế đế ba la hiền đề ba la tăng đế bồ đề ta bà hiền đề đế ba la hiền đề ba la tăng đế bồ đề ta bà hiền đề đế ba la hiền đề ba la tăng Bồ đề ta bà hà tiêu tai các tường thần chu nắng mô tám an đa mô ca đà nắm ma bát ra đề a đa sát ta năng năm đà địa tạng kê 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 hồng mộng nhập pha ra nhập pha ra ba ra nhập pha ra bát ra nhập pha ra đề sát sa đề sát sa sát tri rì sát tri rì ta vấn ra ta vẫn đã viếng đế ca thất rì giờ ta bà hà nam mô tam an đa mô ca đà nam ma bát ra đề a đa sa ta nam nam ta điện ta khê 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 hề khê hề hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc sa đề sắc sa sanh trí rì sanh trí rì ta vẫn ra ta vẫn ra viếng đế ca thất rì giờ ta bà hà nam mô tam an đa mô ca đà nam ma bát ra đề a đa sa ta năng nằm đa địa tán khê 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 hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc sa đề sắc sa chẳng đi rì sang đi rì ta vấn đa ta vấn đa biến đề ca thất trì gia ta ba nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày xấu thơ điều tất cả các thờ đều an lành á xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành á đêm ngày sáu thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nam mô tiểu tài giảng kiết tường Bồ Tát nam mô tiểu tài giảng kiết tường Bồ Tát nam mô tiêu tai giảng kiết tường Bồ Tát thì nhật dị quá mang diệt tùy giam má như thiều thủy ngư tư hữu hà là cả đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đang niệm vô thượng thần vật phóng vật thiên thường thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới diệt vô tỷ thế gian sở hữu ngã tâm kiến nhật thiết vô hữu như Phật giả nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, Nam mô Giám Trai Sư Giả Bồ Tát, Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát, Nam mô Đạo Tràng Hối Thường Phật Bồ Tát, Nam mô Tăng Phạn Đán Tăng Nga Đa Phà Lô Di Đa An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng, Nam mô Tát Phà Đát Tháng Nga Đa Phà Lô Di Đa An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng, Nam mô Tát Phà Đát Tháng Nga Đa Phà Lô Di Đa An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng, Nam mô Tô Rô Mà Gia Đát Tháng Nga Đa Gia Đa Địa Tạng Tô Rô Tô Rô Mà Ra Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Ta Bà Hà, Nam mô Tô Rô Bà Gia Đán Thăng Nga Đá Gia Đá Địa Thang Tô Rô Tô Rô Bằng Đá Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Ha, Nam mô Tô Rô Bà Gia Đán Thăng Nga Đá Gia Đá Địa Thang Tô Rô Tùn Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Ha, Tự Thác Sắc Hương Vị Thường Cúng Thập Phương Phật Trung Phụng Chư Hiền Thánh Hà Cập Lục Đạo Phẩm Đăng Thí Vô Sai Biệt Tuy Nguyện Giai Bảo Mạng Đình Kim Thế Gia Đắc Vô Lượng Ba La Mật Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Cập Tăng Pháp Giới Hữu Tình Phố Đồng Cúng Dường A na na nâng tâm bà phà vi nhất ra hồng A na nâng tâm bà phà vi nhất ra hồng A na na nâng tâm bà phà vi nhất ra học ngã kim phụng hiến cam độ vị đường đẳng tu di vô quá thường sắc hương mỹ vị biển ư không di nguyện từ bi nay nạp thọ Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Tự sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ công nhập tỳ lô Thánh à, hải cúng Phật Di Ngọc à, đương quyền chúng sanh sơ tác giai biển cụ chư Phật à, Pháp à. Đệ phía Phật thành đạo cập lễ hoàng kinh vạn Phật công đức thù thắng hạnh à. Vô biên thắng phước giai hồi hương phố nguyện Pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện thiếu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liều phố nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hạnh Bồ Tát đạo sánh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phù màu và khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn nữ nguyện di thử công đức hộ cấp mư nhất thiết ngà đang dư chúng sanh giai cộng thành Phật đạo Nam mô Hiền Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chú Điều
du ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạc đài chứng minh phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thính Văn Phạm Vương Đệ Thích Tử Thiền Vương Chúng Thiền Long Bát Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần Đồng Thị Gia Hộ. Hôm nay ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021, đệ tử chúng con cùng đối Phật Thiền thành tâm thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cập thiết lễ Hoàng Kinh Vạn Phật, kết thúc khóa lạy Vạn Phật mùa Kiết Đông năm Tân Sửu 2021. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện thường chúc Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận, quốc thế dân an, dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ, nhân dân an lạc. Cập hồi hướng công đức kỳ nguyên, phụ mẫu hiện tiền thân tâm thường an lạc. Phụ mẫu quá khứ lịch đại, chư tiên linh cựu quyền thất tổ, chư vị tiên linh hướng linh ký quy thiên long từ, chư vị ẩm linh âm hồn cô hồn oanh hùng, hà sa chiến sĩ trận phong đồng bào tứ nạn, chiến tranh tứ nạn, thiên tai tứ nạn, giao thông tứ nạn, dịch bệnh Covid-19 tứ nạn, chư hướng linh thừa tứ công đức tốc thoát tam bà siêu sanh tịnh độ. Phò nguyện âm siêu dương thành Pháp giới chúng sanh động thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo phát bồ thượng tâm. Thờ quý Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thờ quý Tăng đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng, Nhật thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.